Mạnh Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với nhà mình một bộ combo thu âm cực kỳ hay, rẻ và bắt mắt. Cái điều quan trọng nhất ở đây nó là chất lượng. Cái nhạc ra của nó rất là mượt. Và một cái điều mà hay ở đây nữa là sao cạc rất là nhỏ, nhỏ như này. Thì trên tay mình đây chính là chiếc sao cạc K9. Nó nhỏ nhưng nó đầy đủ tiện ích, rất nhiều hiệu ứng giọng và có cả cái hiệu ứng như này, chạy bằng pin. Hôm nay thì mình test cho các bạn qua một nền nhạc trữ tình. Đây là bộ mic Mark 26 Pro. Đây và chiếc sọc cạc K9 cực kỳ bắt mic nhá. Hôm nay mình sẽ hát bài này ở quang cảnh đây, một quán cà phê, một view vào một buổi tối rất là đẹp, thơ mộng như thế này, thơ mộng như này. Đây quay xa xa một con đường kia. Đây mình hát cái bộ mic này, các bạn có thể mang đi du lịch và mang đi chơi ở bất cứ nơi đâu các bạn muốn. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ vào nhạc cho nghe thử nhá, xem chất lượng âm thanh nào. Này bắt nhạc bằng Bluetooth luôn. Đây. Chiếc sọc cạc này các bạn có thể mang đi du lịch đi chơi đều được luôn. Rất là tiện lợi, mình hát cà phê mình nghe luôn. Đây. Ở cuối chân mây người yêu ơi có hay chăng mình anh ngồi ôm bao nhớ thương khi đêm về. Ngày ấy đôi ta gần nhau như gió với mây vui đùa trong lá xanh, mãi bên nhau không xa rời. Rồi mong bão tố trượt mang em đi, còn đây riêng mình anh tan lá. Đấy, đây nó có rất nhiều hiệu ứng hay nhá các bạn nhá. Nếu thấy hay thì cho Mạnh Tiến xin một tràng pháo tay. Không hay thì hôn một chút. Đấy. Thì khi mà các bạn hát cái bộ sao cạc này thì các bạn có thể vừa hát vừa sạc được, hoặc là mình sạc pin thì hát được 2 3 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Đấy thì hôm nay mình chỉ test cái này thôi. Nó rất là nhiều tính năng ở đây. Giọng người già trẻ con đều có các bạn ạ. Một chiếc sao cạc thông minh như thế này. Nếu các bạn thấy hay nhá, thấy hay thì hãy liên hệ ngay Mạnh Tiến và cho Mạnh Tiến xin một cái chia sẻ. Ai thích mua hàng hay trải nghiệm nào hãy cho Mạnh Tiến xin một chia sẻ các bạn nhé. Rồi xin chào.